Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Thì Dell Vostro và Dell Inspiron đều là hai dòng laptop phổ thông của Dell và cực kỳ quen thuộc mỗi khi nhắc đến. Nếu như Dell Vostro mang một thiết kế khá cứng cáp, sang trọng, hướng nhiều đến đối tượng khách hàng là doanh nhân, thì Dell Inspiron lại linh hoạt hơn, hướng đến mọi đối tượng người dùng. Màu sắc trẻ trung, thiết kế đẹp, khả năng nâng cấp cao, vừa có thể học tập, vừa có thể làm việc, giải trí với một cấu hình tốt. Thì Dell Inspiron 5402 sẽ có gì với mức giá khoảng 22 triệu đồng? Cùng mình vào video nhé! Với cân nặng chỉ 1,4 kg thì Dell Inspiron được thiết kế vô cùng nhỏ gọn và dễ dàng để các bạn có thể mang theo. Về chất liệu thì sẽ được làm từ hợp kim nhôm, mặc dù trọng lượng nhẹ thì nhưng mà các bạn cầm vào vẫn cho cảm giác rất là chắc chắn và cực kỳ đầm tay. Hướng đến đối tượng mọi người dùng, thế nên là màu trắng bạc của Inspiron 5402 cũng phù hợp với mọi hoàn cảnh và điều kiện môi trường. Có thể vừa sang trọng, lịch sự với các đường cát kim cương ở xung quanh, phù hợp với doanh nhân, dân văn phòng, lại vừa có sự trẻ trung, cá tính, phù hợp với học sinh, sinh viên. Ai thì cũng đều có thể sử dụng được đối với Dell Inspiron 5402 hết. Bản lề cũng là một điểm cộng cho phần thiết kế khi Dell trang bị bản lề dạng nâng, giúp nâng máy lên là một góc 135 độ, vừa cho góc nhìn rộng hơn, trải nghiệm gõ phím thoải mái hơn, và quan trọng là khi gầm máy được nâng lên thì sẽ cho khả năng tản nhiệt tốt hơn. Và khi cần đến khả năng tản nhiệt hiệu quả thì cấu hình cũng rất là đáng để có thể mong chờ khi có khả năng phản hồi khá là tốt, hướng đến nhu cầu vừa làm việc vừa có thể giải trí. Ở đây thì các bạn sẽ được trang bị CPU thế hệ thứ 11 mới nhất với i5-1135G7. Ở số nhân luồng thì có vẻ i5-1135G7 không có gì khác biệt so với thế hệ trước là i5-10210U. Thế nhưng mà xung cơ bản của 1135G7 lại cao hơn 1,5 lần nhờ công nghệ là Turbo Boost. Về RAM thì sẽ là RAM 8GB và các bạn có thể nâng cấp lên tối đa là 32GB, ổ cứng 512GB. Thêm vào đó thì còn có card đồ họa NVIDIA MX330 cùng với công nghệ là NVIDIA GPU Boost 3.0 cho phép card màn hình có thể tự ép xung lên xung nhịp cao hơn nhằm mang lại khả năng làm việc tối ưu hơn. Khi mà ngoài làm việc, học tập ra thì các bạn hoàn toàn có thể giải trí bằng một số game online hoặc offline nhẹ, hoặc là xử lý các tác vụ đồ họa nhẹ nhàng. Về màn hình thì máy sẽ được trang bị màn hình 14 inch, 3 cạnh viền màn hình mỏng, cạnh trên thì vẫn được trang bị webcam. Độ phân giải là Full HD tấm nền IPS với lớp phủ chống chói. Độ bao phủ màu sắc thì sẽ ở mức trung bình thôi. Tuy nhiên thì độ sáng lại lên đến 300 nits, có thể cho các bạn hoàn toàn làm việc ở nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau từ ngoài trời cho đến trong nhà. Chuyển xuống bàn phím thì clip nào về laptop văn phòng mình cũng nói rồi, rất là ít khi có thể chê được bàn phím trên laptop văn phòng. Hành trình phím sâu, layout phím hợp lý, tích hợp cả đèn LED phục vụ cho những ai làm việc đêm hoặc là nếu như cần sử dụng trong môi trường thiếu sáng. Về touchpad thì tỷ lệ sẽ lớn hơn so với thế hệ trước, thế nên là các bạn sẽ có nhiều không gian để thao tác hơn. Cảm ứng đa điểm này, cảm giác tracking cực kỳ nhạy và tốt. Cộng thêm đó là các đường cắt kim cương xung quanh touchpad này, màu sắc của bàn phím và touchpad thì cực kỳ đồng nhất với tổng thể máy. Thế nên là nhìn chiếc máy của các bạn sẽ thực sự rất là đẹp. Về tính năng bảo mật thì cũng được Dell vẫn luôn chú trọng và đề cao khi mà Dell tích hợp nút nguồn của máy với cả bảo mật vân tay, cho phép các bạn đăng nhập nhanh hơn, tiết kiệm thời gian mở máy và bảo mật dữ liệu một cách an toàn hơn. Với thời lượng pin là 53Wh cùng với tính năng sạc nhanh có tốc độ sạc là 80% trong vòng 1 giờ đồng hồ thì Dell Inspiron 5402 sẽ là sự lựa chọn tốt nếu như mà công việc của các bạn sẽ phải thường xuyên phải đi lại và di chuyển nhiều. Cuối cùng thì sẽ là cổng kết nối. Mặc dù được thiết kế mỏng, nhẹ, tuy nhiên 5402 vẫn có đầy đủ các cổng kết nối cần thiết đặt ở hai bên của máy. Ở đây chúng ta sẽ có là hai cổng USB Type-A, một cổng HDMI, một jack audio combo, một cổng USB Type-C hỗ trợ DisplayPort, cổng nguồn và một khe thẻ SD. Đương nhiên là các bạn thì vẫn sẽ có các cổng kết nối không dây là Wi-Fi 6 và Bluetooth 5.1 mới nhất hiện nay. Phần đường link của sản phẩm thì mình sẽ để ngay dưới phần mô tả để cho mọi người click vào. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này, và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.